mưa. Rau ngon thế. Rau ngon hay cái gì ngon? Bây giờ anh mới hỏi Hồng, vườn Hồng đã có ai vào hay chưa? Cường hỏi, thì Hồng xin thưa, vườn Hồng đã có, nhưng chưa ai vào. Vậy thì anh vẫy tay chào, Hồng em to quá, anh nào dám ăn? Xin thằng pháo này, rồi một pháo này, lấy bác sĩ này, nào đi đây. Cho đâm chiếu này. Lên tướng, nào đi đây. Lên tốt. Lên tốt thì đâm pháo này thua. Bác ơi, đi xe ôm không ạ? Có chứ. Làm nghề xe ôm mà không chở khách thì không được, đúng không? Dạ. Chó có bao giờ chê. Bác lại cứ đùa. Em thì vẫn chê suốt đấy. Em đi đâu nhỉ? Dạ, em ra phố đón Đức Dục ạ. Đức Dục à? Dạ. 50. Dạ vâng. Đấy. Thế em đi xe ôm đã đọc biển chưa? Biển nào ạ? Đấy, nó là thương hiệu cả cái khu này rồi. Xe ôm, ôm phải trả thêm tiền. Ừ. Thế thì em không ôm đâu, ngu gì mà mất thêm tiền của đấy ạ. Thế thì em thôi. Vâng, mất đi đi ạ. Thôi cẩn thận nhá. Dạ vâng ạ. Đây. 20 nhá. À, đi. Em xin đi trả lạc anh. Đi. Chào công nhân Trần. Hôm nay anh Kiên chủ tài nấu ăn ngon thật đấy. Kiên nào cũng biết nấu ăn cơ à? Chuyện, khen Kiên thì khen cả ngày. Yeah. Mà nói thế là hơi xúc phạm nhau ấy nhá. Thì chuyện đấy, cho chuẩn bị cái xô này. Xô gì mà xô, hai thùng xô này thì làm gì? Sao lại không làm gì? Em rửa sạch kỹ càng rồi. Chị dùng mà đựng nước hoặc là đựng cốc chén gì đấy tùy chị. Anh Minh đi làm còn nhớ đến chị, nhất chị. Được, chấm điểm, uống gì đấy? Em cốc trà đá. À này, vừa thấy ông Trung hỏi chú có việc gì đấy. Ơi, ông ấy gọi em đi chơi cờ mà có bao giờ thắng được em đâu, toàn thua. Chị đếm sơ sơ cũng 179 lần rồi. Alo. Dạ vâng, em đây ạ. Ok, em đến ngay ạ. Ôi dồi, gì đấy? Em xin lỗi. Ô này, không uống nước à? Ngồi, cứ để đấy, tối em về em uống nhé, em đi đây. Rõ khổ, chị thấy nó chăm chỉ thật đấy, làm thêm đủ mọi nghề. Anh ấy vừa tốt nghiệp xong, đang chờ lấy bằng, mới có thời gian đi làm như thế. Bọn em muốn mà chẳng được. Với anh em cứ ngồi nhá. Em đi trước đây. Lại đi à? Đi nhá. Hôm nay làm việc chăm chỉ thật đấy. Sáng đêm. Nhà mày ngon đấy. Này, hôm nay là đến lúc thằng nào là đi cơm ấy. Hôm qua nó kia rồi đúng không? Hôm nay là thằng này nhé. Rồi. Nói cho ông biết nhá, chỉ cần 3 năm nữa thôi nhá, là tôi đủ tiền xây cái nhà to hơn thế này nhiều. Ôi giời, toàn chém nữa. Chém cái gì mà chém, nói thật đi. Thế thì tôi sẽ đến bèo ông cho ông. Nhớ nhá. Chú Trung, chú Trung. Đây đây, xe ôm thân thiện 6.000 một cây đây. Cháu đây. Cái thằng. Điều chú này. Cho ta. Vâng. Ngon nhỉ. Mày không dùng à? Cháu còn đầy ở nhà ấy. Tốt quá, xin nhé. Vâng. Và làm văn cầu. Thôi,
cháu còn đang vội về quán hát làm. Vội thì có 10 phút mà. Ôi, để lúc khác, cháu đi nhá. Thế mai nhá. Vâng. Qua một rừng hoa, gió lối cao sang dỗ bụi đường trên vai. Chuyện ơi, nay chưa thấy thằng Minh ra nhỉ? Nó đâu cả. Hai cây hoa dại lẻ loi bên hồ. Đi đâu? À, cháu sang nhà cây hoa có tí việc. Hoa nào, việc gì? Có việc gì thì cứ đi thẳng chứ sao phải tránh à? Ta nhìn qua gương đã thấy hết rồi. Này, lên xe ra để cái chuyến làm ván cờ đấy mày. Chú thua cháu 179 ván rồi đấy. Chú không thấy chán à? Chán cái gì, phải phục thù chứ. Lên đây. Nốt ván này là 180 đấy nhá. Kể cả là 200 thôi. Hết cờ. Ôi, hết cờ thật rồi. Chứ mình chưa bất ngờ thế. Được, ta đi lại nữa. Chưa bất ngờ đấy. Đây, nào đi đây. Chú suy nghĩ kỹ chưa? Rồi. Chiếu tướng, hết cờ. Cái gì? Đánh văn mới. Thôi, cháu không chơi với chú đâu. Chán lắm, chú toàn thua thôi. Tóm lại, chú chưa đủ trình chơi với cháu đâu. Này, mày đừng có nói tao chưa đủ trình nhá. Từ trước đến giờ tao thua mày có 180 ván thôi. Chẳng qua là tao chấp mày. Nào, đánh lại ván nữa cho xem. Tao chấp. À quên, tao sẽ thắng mày. Nào. Nào. Ừ, biết rồi, cuối tháng anh lĩnh lương anh sẽ về với em. Không phải lo. Ừ, yêu em. Yêu. Chưa. Em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Ngọn gió nào đưa em tới đây? Dạ, em là Hà. Em là nhân viên kinh doanh của công ty nước giải khát ạ. À, anh ơi, anh có thể cho em gặp quản lý được không ạ? Quản lý à? Dạ. Anh là quản lý ở đây? À, anh là quản lý ạ. Em tìm anh đúng không? À, dạ vâng ạ. Hà này, anh hỏi một câu nhé. Dạ. Hà ăn gì mà Hà đẹp thế? Hình như là mẹ Hà không đẻ ra Hà đúng không? Mà là nặn ra Hà. Anh quá khen rồi đấy ạ. Dạ, em mang hợp đồng gửi lại bên anh ạ. Và ngày hôm nay em xin hân hạnh là người cung cấp sản phẩm chính nước ngọt cho quán hát của anh ạ. Tốt quá. Xin mời Hà. Dạ. Ê, Hà cứ đứng yên ở đây, không phải đi đâu cả. À, đưa hợp đồng cho anh. Anh sẽ chuyển cho thằng trợ lý của anh để nó mang lên cho sếp. Dạ, đây ạ, em gửi anh ạ. Cảm ơn Hà nhé. Dạ. Đứng đây chứ anh. Dạ vâng ạ.
Anh ơi, em bảo ngoài kia có quả đại diện cho bên công ty giải khát đến, mùi ngọt nước phết đấy. Thì ạ, nhìn cũng ngọt nước phết đấy nhỉ? Vâng. Anh giới thiệu anh à? Anh giới thiệu cho anh. Của em. Lát nữa anh cứ để em làm việc nhé. Anh cứ cho em lên chức hơn anh một tí thôi. Cái gì? Đi. Em sẽ hộ mãi sau. Chưa? Không mặc anh. Cái gì thì xuống sau. Lở ra. Đây đây, cứ bỏ cái này xuống. Đi. Ừ. Anh ạ. Anh quay lại rồi đây. Nhanh đi chân lên. Đây là chị Hà, đại diện cho bên công ty nước giải khát. Còn đây là thằng cu trợ lý của anh. Mang cái hợp đồng này lên, đưa cho sếp ký nhá. Cầm lên. Bảo anh em ra B hỗ trợ họ đi. Anh em. Dạ có con em ạ. Ra B đồ em. Vâng. Khẩn trương lên nhá, nhẹ tay thôi. Chẳng dẻo này. Đi ra B hỗ trợ anh em đi. Đừng nếm mà nhìn nữa. Quá rồi đấy. Anh ạ, em xin lỗi. Với lại em xin phép anh trước rồi còn gì nữa. Cơ bản ý, tại em bé này xinh, ngon, ngọt nước phết. Ước gì Mày làm gì mà phải ước? Hết hàng lại gọi cho cô ấy. Ừ nhờ, thế mà em chẳng nghĩ ra. Trông mặt thế mà khôn. Thôi chết rồi, lúc nãy em quên không lấy số điện thoại rồi. Mày ngu lắm. Làm ăn cờ cu ơi. Minh ơi. Úi giời, giúp mày. Mày bị điên. Chú bị điên đi. Người ta đang mơ giờ. Để Hiền nó mơ tiếp. Có gì chú trình bày đi. Vào đâu. Đi đây. Chú đã thua cháu 180 ván rồi. Có chị Xuyến đi chứng kiến. Thế mà bây giờ vẫn muốn cố ạ. Vào đâu. Thôi, hôm nay cháu không có tâm trí chơi đâu. Để uống khác đi. Ok. Này. Này. Không nên pháo đầu. Tôi để bác. À, ông lại bình phong mã. Tượng lên. Thôi cái thằng này. Trông mày tận thờ đấy. Mày không trông ngóng ai à? Anh ơi, Hà giám đốc hôm nay có đến không? Mới có 3 ngày, làm sao mà bán hết được. Mà ông nhìn một đống hàng kìa. À, mà trong mày nóng ruột đấy. Mày cuồng nữa à? Cuồng gì đâu anh. Em sợ không có nước bán cho khách thôi. Quang này. Dạ. Kiểm tra trong kho xem là nước tăng lực là còn bao nhiêu. À, nãy em kiểm tra rồi anh ạ. Còn 2 thùng ạ. 2 thùng nữa. Vâng ạ. Sao còn nhiều nhỉ. Quang này, có tiền không cho anh vay 5 lít? À,
tiền á. Anh hỏi tiền ai, anh đi hỏi tiền em. Em nuôi vợ em rồi đã hết tiền. Bố thì mày, nứt cái mắt ra là lấy vợ, không có tiền tiêu, chết là cái tội lấy vợ sớm đấy, biết chưa? Thế anh thì sao? Anh cũng đã lấy vợ đâu mà anh còn phải đi hỏi tiền em. Mày cãi tao đấy à? Lau sạch đi. Vâng ạ. Cường à, còn tiền không? Cho tao vay 5 lít. Alo, có phải bên Peter Bamber không em? Bảo bạn Hà kinh doanh mang đến cho anh 5 thùng nước tăng lực nhá. Vòng club. Đúng rồi đấy, nhá. Hà ơi, bao giờ anh mới được gặp em? Này, này, ngủ à, tỉnh chưa? Ấy, cái gì đấy hả? Họ mang nước đến rồi đấy, dậy đi. Hà ơi, thế là anh được gặp em rồi. Hà đâu mà anh được gặp em rồi. Alo, em ơi, cho anh gặp bạn Hà giao nước. Cái gì? Công ty em có 11 bạn tên Hà à? Ờ, anh bảo này, loại trừ cái bạn ngày hôm nay ra nhé. Em bố trí cho anh lần lượt 10 bạn Hà giao nước tăng lực cho bên anh. Mỗi ngày 2 thùng, ok? Này, sao uống nhiều thế? Hà nói đến rồi kìa. Hà đến rồi. Thank you.
anh định làm cho em ấn tượng, nhưng mà em lại làm cho anh ấn tượng trước. Thôi, đi thôi, không muộn rồi. Ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Nhưng mà cái gì quá cũng không tốt đâu. Bịt khẩu trang lại. Yeah. Wow. Sao mình có ai ấy? Ê, hey, đưa xe ra không? Trời ơi à. Đeo bạn gái đi chơi mà bịt khẩu trang thế này tâm sự gì vui phải biết nhá. Chúng mày là ai? Tao không biết, chúng mày đi ra đi. Tao thích. Hoa xưa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Không muốn xa em một giây phút nào đâu. Thôi anh đi về đi, mai chúng mình lại gặp mà. Bye bye anh. Ê hey. Trả anh cái mũ. Em về nhá. Xin thông báo với các ông một sự kiện quan trọng. Tôi mới tán được một em cực xinh. Xinh thật hay đùa hay là nó phét? Phét cái gì mà phét? Ai? Nàng nhá, phải nói là nàng có một vẻ đẹp thôi rồi chấm xuống dòng, gạch đầu dòng, mở ngoặc kép, viết hoa hai chữ tuyệt vời, đóng ngoặc kép. Thế hôm nào ông phải giới thiệu cho anh em luôn. Thì giới thiệu chứ. Nhưng mà này, đến cái hôm giới thiệu ấy thì các ông cứ nói tôi là giám đốc hoặc là kỹ sư gì đấy cho nó oách, hiểu chưa? Ôi giời, giới thiệu giám đốc thì quá bình thường. Cứ có gái xinh giới thiệu cậu là ông nội tớ cũng được. Ê thôi, không phải ông nội đâu. Này, nhưng mà nàng vẫn chưa đủ hẳn, mới chỉ hơi liêu siêu một tí thôi. Cần một nhát quyết định nữa thì nàng sẽ hạ gục luôn. Chiêu gì, chiêu gì, chiêu gì? Tôi cần thêm thời gian để cho nàng gục hẳn. Sắp tới là sẽ xin nghỉ một tuần. Các ông có đồng lòng giúp tôi tán được gái không? Nhất ok, nhất trí. Nhất trí. Nhất trí. Rồi. Nếu mà ông mà cưa được em đấy đổi, hôm nào ra mắt ông phải mời anh em bữa lẩu. Sao lại lẩu? Thế ăn gì? Đi hát à? Đi hát à? Buffet. Đấy, để uống rượu chén chu chén anh với nhau.
cho nên là anh quay riêng cái góc này lại dành cho buổi hẹn của mình đấy. Thôi anh ơi, anh nói nhiều quá, anh có ăn không? À, còn đi rau này, em phần cho anh đấy. Sao đấy, có ăn không? Không ăn à, thấy mắt nốt luôn đấy. Ê, thôi. Có ngon không? Nào, em có thích nơi này không? Có, ở đây vừa thoáng mát vừa trong lành nữa. À, này, sao anh biết em thích nơi này? Dẫn em đến đây đấy. Có cái gì về em mà anh không biết? Một khi đã yêu em thì anh nghiên cứu kỹ lưỡng. Anh tâm lý thật đấy. Mà anh này, khi nào anh sắp xếp thời gian thì về quê nhà anh chơi nhá. Chắc là ở đó đẹp lắm đúng không? À, đương nhiên rồi. Ở quê anh có trang trại rộng mênh mông, chỗ này chưa là cái nghĩa địa gì cả. Thế là em có nhìn thấy bốn tòa nhà kia không? Bốn cái cộng lại mới bằng được cái biệt thự của nhà anh. Tha hồ mở nhá. Thế nhưng mà tất cả những thứ đó đều không có ý nghĩa gì cả nếu như em không gặp được bố mẹ anh. Ơ, sao thế ạ? Bố mẹ anh đi đâu? Bố mẹ anh đang ở Mỹ. Đi Mỹ á? Sao anh không nói cho em biết? Thì anh có cơ hội nói đâu, bây giờ anh mới nói mà. Này, anh nói dối em đúng không? Không, anh có nói dối em đâu. Chắc là nhá, anh không muốn để cho em gặp bố mẹ anh. Anh mới nói như vậy đúng không? Thật mà, đấy là anh chưa có cơ hội nói thôi. Vậy thì bây giờ, anh gọi điện thoại cho các bác đi. Bảo các bác về sớm, để em có được gặp. Đi. Anh mà không làm á, là em bỏ anh luôn đấy. Này, được rồi, anh sẽ gọi cho bố mẹ anh. Gọi bố mẹ anh về để cho em kịp ra mắt, được không? Tôi sắp được đưa Mỹ rồi! Tôi sắp được đưa Mỹ rồi! Anh này! Bây giờ nhá, em hứa em sẽ là một người con dâu thật là ngoan hiền để cho các bác được vui. Mà anh này, hai bác là người Việt Kiều đúng không? Đúng rồi, Việt Kiều. Là người Việt Kiều thì chắc chắn hai bác sẽ là một người rất là trang trọng, lịch sự. Đương nhiên rồi, sang trọng lịch sự người ta không hỏi nhiều thế đâu. Vậy thì bây giờ anh gọi điện về cho bố mẹ luôn đi, để em còn được gặp nữa chứ. Được rồi, anh sẽ chủ động gọi cho bố mẹ anh nhá. Mà anh này, công việc của anh dạo này như thế nào rồi, có bận lắm không? Quên mất không nói với em, anh nghỉ làm quản lý ở quán hát rồi. Sao thế? Anh chuyển sang làm bên tập đoàn xây dựng, giám đốc dự án ở ngoài nhá. Em thấy người yêu của em có giỏi không? Anh quá giỏi luôn ý. Bố mẹ thì là người Việt Kiều, người yêu là giám đốc dự án, còn mình sẽ là bà Hoàng. Em sẽ là bà Hoàng và em sẽ là người con dâu ngoan hiền và hiếu thảo. Này, anh bảo hay là bây giờ em vào kia anh chụp cho mấy cái ảnh tao hồ mà check in. Dạ. Rồi, mời. Sắp về rồi. Mấy hôm nay anh hơi bận.
cần dụ ông ấy vài ván cờ. Thế là xong, kiểu gì chả nhận lời. Thành phố buồn nhớ không em, chiều chúa nhật chiều của đôi mình. Thành phố nào vừa đi rồi. Thế là hòa nhé. Lần trước chú làm gián đoạn giấc mơ của cháu, bây giờ cháu làm bù lại. Mà nhớ dài thế. Này, thế này không đi công trình à? Làm bắn cờ nhá. Thôi, cháu tập trung vào việc khác quan trọng hơn. Việc gì? Có quan trọng bằng đánh cờ không? Cũng ngang ngửa. Ngang đánh cờ cơ à? Vâng. Thế à? Bây giờ là thế này, cháu đang có một việc muốn nhờ chú bù lại. Và hàng ngày cháu sẽ đánh cờ cùng với chú. Được. Mày chỉ cần đánh cờ với chú thôi, việc gì chú cũng làm. Nhưng mà sẽ phải nghỉ chạy show ít ngày ấy. Nghỉ thì lấy cái gì đút vào mồm? Không phải lo, vẫn có cái đổ vào mồm. Việc này không nặng nhọc lắm đâu. À, làm gì? Làm Việt Kiều. Việt Kiều á? À? Vâng. Tức là đóng giả Việt Kiều. Đúng rồi. Đóng với ai? Chú cứ đóng giả làm Việt Kiều. Đóng giả làm bố cháu. Bố mày? Vâng. Ôi trời, bố mày là Việt Kiều mà mày lại đi công trình, mày lại đi làm cafe. À, là làm ở karaoke. Bé mồm thôi, không phải là như thế đâu. Thế như nào? Chuyện là thế này, cháu mới quen được một cô bé rất xinh. Ui, vậy khá. Thế nhưng mà nhà cháu nghèo, cho nên bắt buộc cháu phải nói là bố cháu là Việt Kiều. Ừ. Thế cho nên ấy, cháu mới muốn nhờ chú đóng giả làm bố cháu để còn gặp mặt gia đình nhà người ta. Thế nhưng mà trông thế này ta có làm Việt Kiều được không? Cháu nghĩ là được. Được thì cháu mới nhờ chứ. Nhưng mà quan trọng là mình phải training. Training gì? Training tức là đào tạo ấy. À. Ngày mai chú sẽ bắt đầu làm việc. À. Cháu sẽ đưa chú đi đại tu tân trang, đào tạo tất cả mọi thứ. Cái gì hỏng là thay mới luôn. Mà nãy mày bảo cái gì nhỉ? Training. Training. Vâng. À, Việt Kiều là cứ phải nói một nửa tiếng Việt, một nửa tiếng Tây. Ở trên phim người ta nói thế suốt này. Đại khái thế. Hà ơi, anh sắp có em rồi. Hà ơi. Tình yêu là đây chứ đâu. Hà ơi, anh sắp có em rồi. Hà, hà, hà gì? Hà, hà yêu. Mẹ, cái gì nó kêu nhỉ? Chú phải gài dây an toàn vào. Rồi. Mày thuê cái xe này bao tiền ngày? 700 một ngày. Kinh gì? Thế mà thuê cả tuần cũng đắt phết đấy nhỉ? Đấy là việc của cháu. Việc của chú là học lái đi.
đã nhớ hết thao tác chưa? Có cái gì mà không nhớ. Tạo kinh nghiệm lái xe ôm bao lâu nay thì cái xe đơn giản có gì đâu. Tốt, nào bắt đầu đi. Bắt đầu như nào? Sao chú bảo là chú thuộc rồi? Thì mày cứ nhắc đi. Đầu tiên là hạ phanh tay. Rồi. Úi giời. Úi giời ơi. Bên đấy nó là cái cần ngả ghế. Còn tay phải mới là phanh tay. Úi giời ơi. Chú phải ngả ghế lên. Rồi. Được rồi. Trước khi đi là phải xin nhan. Nào xin nhan. Tân nhập chú. Xin nhan bên này. Đi nhá. Tắt xi nhan. Ok. Quên. Thôi. Thẳng lái. Này chú vào đây. Vào thế nhà rộng quá chú đừng sốc nhé. Ở đây chú cháu mình thao hồ mà chơi cờ. Mà cờ người ấy mà cờ tướng bình thường đâu. Đây là căn phòng mà cháu sẽ thuê một tuần. Chỗ này là nơi mà chú cháu mình sẽ đón tiếp gia đình bạn gái cháu. Chú ngắm đi. Chú xem được không? Kinh nhỉ. Được đấy. Mày chơi sang ấy. Đúng là tiền ít nhưng mà cứ phải hít lắm. Thơm. Này, chú đùa thôi. Mình là Việt Kiều cơ mà. Đã là Việt Kiều là cứ phải chơi sang. Chơi chất. Chơi bờ lô. Chơi bờ lô. Cháu đã dạy chú bao nhiêu lần rồi. Cái từ đấy người ta đọc là pro. Đẳng cấp ấy. Pro. Vâng. Ừ. Bây giờ ấy, chỉ còn đi một công.
Món cuối cùng đi em ơi. Lẩu cua đồng. Món này là bí rồi đúng không ạ? Lẩu cua đồng. Tổng kết. Cái món này là món tổng kết, tên là thủy hưởng. Chú căn cứ vào đâu mà chú lại tuyên bố hùng hồn thế? Ồ hay. Thế tao hỏi mày, đây có phải là thủy không? Hử, tức là bò là rau. Hử đấy. Lẩu cua đồng có gọi là thủy hử. Được, cháu tâm phục khẩu phục chú rồi đấy. Chả phục như thế nào. Này, cờ tướng ta có thể thương mày, nhưng mà về văn học mày không thể đọ chú được. Riêng văn học nhá, mày phải gọi chú là bố. Chắc là chú cũng đi ăn nhà hàng nhiều cho nên là chú không biết chứ gì. Lần đầu tiên được vào nhà hàng. Thế mà chém từ nãy đến giờ. Rồi, thôi, chuyển thôi. Ê, rượu. Rượu bách nhật. Đó là ít thôi. Đây. Uống đi chú. Biết bao giờ mình có xe ô tô để mà đi nhỉ? Sắp rồi. Hãy đợi đấy. Alo. Em à. Em đi đến đâu rồi? Sao lại đi một mình? Thôi cũng được, không sao cả. Nhanh lên nhé, anh đợi. Chồng lịch kịch phết đấy. Không phải Việt kiểu khác. Cả cuộc đời đi xe ôm mình chưa bao giờ mình được mặc bộ quần áo nó hoành tráng như thế này. Nay mà mang đi chở xe ôm thì Văn Minh phải biết đấy. Sẵn sàng chưa? Ok rồi. Good. Tuyệt. À quên. Wonderful. Quần áo gọn ghẽ chỉnh tề cả rồi chứ. Cô ấy sắp đến rồi đấy. Of course. Thế ở dưới đấy mày đã OZ đi chưa? Đương nhiên là cháu sẵn sàng rồi. Đến rồi à? Vào vị trí, sẵn sàng nhé. Xin lỗi, tại em đẹp thế này, có khi bố anh một chuyện chứ đừng nói gì đấy anh. Mình lên nhá. Ừ.
rồi lên thôi. Đi. Ôi trời ơi. Cả ngày hôm nay không ai gọi được cho Minh à? Dạ không ạ. Quá cái thằng này, làm gì cũng nghe máy nhỉ? Xe ôm không bác ơi? Cho em hai cốc trà đá. À chị ơi, chị có biết thằng Minh đi đâu không? Từ hôm qua có thấy nó đâu. Ông này không biết đi đâu nhở? Dương! Chú biết thằng Minh đi đâu không? Ông này sao nhỉ? Thế gặp nó có việc gấp à? Trước khi làm, chiều cục gì nó chẳng qua đây. À, em gọi nó không được. À, em bảo này, tí em gửi tiền, chiều nay nó về chị đưa cho nó. Mấy hôm trước, nó bảo vay tiền để gửi tiền về cho mẹ. Nhưng mà lúc ấy chưa có, hôm nay mới xoay được. Mà không hiểu sao thằng này tháng này vay tiền nhiều thế không biết được. Chắc là có chuyện gì. Ừ, thằng Minh nó chăm chỉ đấy. Các chú phải học tập nó. Bọn em cũng chăm chỉ chứ. Nhưng anh Minh vất vả hơn thôi. Anh ấy còn phải lo cho mẹ và hai ông anh ở quê nữa. Lần trước bọn em về nhà, đấy, nhà nghèo lắm. Nhưng được cái ai cũng sống ok. Nhà anh Minh có mỗi anh ấy ra ngoài đi làm thôi. Thằng Minh được ấy, lại đẹp trai. Nhưng mà bị mỗi cái nghèo nên nó hay tự ti về hoàn cảnh của nó lắm. Đã bảo rồi anh em với nhau ấy, khó khăn gì thì bảo nhau một câu, giúp đỡ lá lành đùm lá rách. Mày thằng này nó ngang lắm, bảo nó không bao giờ nó nghe. Có thời gian ông ấy ăn mì tôm cả tháng để dành tiền gửi về cho mẹ ấy chứ. Hình như nó mới có người yêu hả? Mấy hôm trước thấy nó nói chuyện điện thoại tình cảm lắm. Thì cũng nghe bảo thế, nhưng mà nó tự ti về hoàn cảnh của nó, sợ điều kiện của mình không tương xứng. Mà thấy bảo con đấy nó giỏi giang hiền lành, nhà lại ở đây đấy.
con thử nhìn kia xem có đúng thằng Minh không. Dạ đúng rồi ạ. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Này, đời phũ tắt phu cái nhà cái. Không biết đêm ngày mai. Nào, nói đi. Con sinh ra trong một gia đình nghèo, bố con mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em con ăn học. Con được thừa nét giống bố. Đúng là tam nam bất phú, vì nhà nghèo quá nên hai người anh con phải bỏ học giữa chừng để phụ giúp mẹ. Còn con, mẹ đã phải chắt chiu từng đồng cho con đi học. Ngày con đỗ đại học, ai cũng vui mừng, nhưng cũng cảm thấy lo lắng vì không có tiền trang trải cho mấy năm học. Con quyết định lên thành phố, vừa đi học, vừa làm thêm để bớt gánh nặng cho gia đình. Suốt 4 năm đại học, con đã phải đi làm hết việc này đến việc khác để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Không những thế, con còn phải chi tiêu tiết kiệm, chắt chiu từng đồng để gửi về cho gia đình. Nhiều khi bữa cơm của con chỉ có rau và đậu. Con ước muốn mẹ và hai anh con ở quê chỉ cần sống no đủ, hạnh phúc là con yên tâm lắm rồi. Việc tự ti về hoàn cảnh gia đình là tâm lý chung của thanh niên, chú thông cảm cho. Nhưng quan trọng là hai đứa có yêu nhau thật lòng hay không, đấy mới là điều quan trọng. Dạ vâng ạ, đó mới là điều quan trọng. Quan trọng là điều đấy. Anh không ngờ là sẽ có ngày anh với em làm cùng công ty với nhau. Vui đúng không? Bây giờ chúng ta đi đi, không là muộn đấy. Đi. Bố kìa. Bố. Chào bố. Bố chưa đi làm à? Bố chưa. Tí nữa cũng phải để cho các con ra ngõ gặp bố cho nó may chứ hả? Các cụ bảo ra ngõ gặp giai mà. À, từ giờ là tôi có người đánh cờ cùng thường xuyên rồi. Đây, vừa đầu tư cái bàn cờ mới, tối về đánh phục thù nhá. Dạ vâng ạ. À. Rồi, giờ hai đứa đi đi. Bọn con đi đi ạ. Con đi bố ạ. Xe còn chỗ không hả anh? Hết chỗ rồi. Em bảo này, hay là anh cứ cho em mượn cái ghế nhựa ấy, em ngồi ở giữa cũng được. Mày bị dở à? Cứ ngồi vào đây thì ngồi, không thì lên trên này. Được, tao cho mày đi. Dạ thôi, em cảm ơn. Đúng là năm cùng tháng tận, chưa xuất bến đã gặp cái thằng dở hơi này. Bố, Hà, hai người đi đâu đấy hả? Thế mày đi đâu mà vội thế? Con ra cho kịp giờ xe. Đấy, ông vội đi kịp giờ xe, giờ quà công ty người ta gửi tặng đây ông còn quên đây này. Dạ vâng ạ. Rồi, thế còn đây là quà biếu của công ty. Còn ông đi làm cả năm cả tháng ở trên này, ông về Tết ông định đi tay không à? Dạ không ạ, con định xuống tới thị trấn, có mua ít bánh kẹo về thắp hương. Tết rồi thị trấn nào nó bán cho ông nữa. Đây. Đây này, em hộ cho anh ở đấy. Anh mong về để thắp hương bố nhá. Con xin ạ. Cái xe chạy mấy giờ? Hết vé rồi bố ạ. Ô, không còn chuyến nào à? Dạ không ạ. Chết thật. Căng nhỉ. Thế giờ làm sao? Bố đang hỏi con đấy. Thì con đang hỏi bố đấy. Thì mày trả lời trước đi. Con không biết. Đến lượt bố. Thế để con trả lời. Mày
biết cái gì mà trả lời. Cô nghĩ ra chưa? Cô chưa. À, đây rồi. Này, cầm xe bố về. Đi. Ơi, không được. Bố có mỗi cái xe để mà kiếm cơm. Bây giờ con mang về thì bố chạy bằng gì ạ? Kiếm cái gì nữa? 28 Tết rồi. Tất cả là vì tương lai con em chúng ta. Cứ lấy xe bố về nhá. Này, này, con đã xem cái phim Im Thin Thít và Lặn Mất Tâm chưa? Anh kiện bố. Hiến để ta nói. Nếu mà xem rồi thì tốt, còn chưa xem thì không phải xem nữa đâu. Bố chỉ nhắc khéo thế thôi. Bố hay thật đấy. Con là con rể tương lai của bố cơ mà. Đời nào con làm cái trò đấy. Bố cứ yên tâm đi. Khi nào con xuống nhá, con sẽ mang xe tận nơi trả cho bố, đổ đầy bình xăng luôn. Bậy. Anh nhịn xuống nhà tôi một mình á? Thế là thế nào? Ra riêng đưa cả mẹ xuống nhà bố, xong rồi chúng ta nói chuyện người lớn.